Quý chú chị các bạn đã trở lại với kênh Sông Nướng Miền Tây. Hôm nay mình tiếp tục đến vườn hoa Vạn Thọ của chú Năm ở xã Đại Tâm, huyện Mỹ Xuyên để chia sẻ về hình ảnh ngày hôm nay. Thì ngày hôm nay là ngày 7 tháng 1, ngày 16 tháng Chạp âm lịch. Đến vườn hoa Vạn Thọ của chú Năm để mình chia sẻ về hình ảnh ngày hôm nay như thế nào. Thì ngày mới cũng xin chúc cho mọi người luôn luôn vui vẻ, sức khỏe tràn đầy và có nhiều niềm vui trong cuộc sống và vừa đồng hành cùng Thanh vào khu vực vườn hoa ở nơi đây. Hiện bây giờ vườn hoa của chú Năm hiện bây giờ các anh chị cũng đang còn tứ phân cho hoa Vạn Thọ của anh chị. Tại cái số lượng nó còn lớn. Hôm trước thì mấy ngày trước mình cũng có chia sẻ thì cũng đang tứ lá phân. Rồi bây giờ người ta cũng vẫn còn tứ phân nha. Bây giờ mời quý vị chúng chị vô tiếp tục để xem cái vườn hoa ngày hôm nay như thế nào. Thì cái vườn hoa Vạn Thọ của chú Năm hôm nay thì mình thấy là bốc nụ rất là đẹp rồi. Thì đây là những cái cây Vạn Thọ được chuẩn bị cho cái xuân 2023 sắp đến. Thì ở vườn hoa Vạn Thọ chú Năm thì luôn cung cấp các bông Vạn Thọ Tết hay Vạn Thọ ngày rằm mùng 1 thì có đầy đủ các loại nha. Với đặc biệt là có cúc đồng tiền nữa. Của cái mùa Tết này thì chú Năm cũng cung cấp ra ngoài thị trường một số cúc đồng tiền. Thì hôm nay Thanh đến đây chia sẻ thì quay lại cho quý vị chuyển xem ở khu vực này luôn. Ở đây thì anh chị nào có nhu cầu mua bán hoa Vạn Thọ thì có thể liên hệ trực tiếp với số điện thoại của chú Năm dưới phần mô tả của video mình nha. Còn bây giờ mình tiếp tục đi vào xem để vườn hoa Vạn Thọ của chú Năm ngày hôm nay nó chuẩn Tết như thế nào. Đây là hình ảnh trên cánh đồng ngày hôm nay. Hiện bây giờ anh chị cũng đang tưới nước và một số người ta cũng đi xem qua để mà ta kiểm tra đó. Rất là cực. Đây là những cây Vạn Thọ bông nó búp rất là đẹp rồi. Đây giờ Thanh sẽ quay cho chị thấy là rất là đều bông luôn nha. Qua Vạn Thọ Tết nè. Rất là tròn bông nha. Thì ở đây chú Năm những chậu này thì có ít à, trồng có mấy chậu à, số lượng ít nè. Đây thì cô chú anh chị thấy là chậu ba cây của chú Năm ở đây thì mình thấy là ở ngoài này nó bút rất là đều rồi đó. Thì hôm nay mình đến đây là ngày thứ bảy, ngày 16 tháng Chạp nè. Thì khoảng tầm là ngày thứ tư Thanh mới có thể quay lại đây để chia sẻ cho cô chú anh chị xem nữa vườn hoa của chú Năm như thế nào nha. Thì hiện bây giờ thì hôm trước thì ở đây ta đang tưới phân và cũng có dưỡng thuốc dưỡng lá và vừa xịt sâu đồ đó cô chú anh chị. Bây giờ mình thấy vườn hoa rất là cực kỳ đẹp nè, để mình đem lại cho quý vị chú anh chị thấy là vườn hoa này có chuẩn Tết hay không thì bà con mình xem thì cũng có biết đánh giá được rồi nha. Đây là hình ảnh ngày hôm nay toàn vườn hoa của chú Năm tại ấp Đại Nghĩa Thắng, xã Đại Tâm nè. Đây là một trong những cái vườn hoa nó ra bông chuẩn Tết nhất nè. Thì hôm nay anh đến đây để chia sẻ cô chú anh chị xem. Thì mình thấy rất là đẹp rồi cô chú anh chị. Quá chuẩn luôn. Đó. Đây. Thì quá chuẩn này cô chú anh chị. Đây là một cái cảnh hoa nó nụ không, toàn ở trên đây là nụ không, hai bên chân nha cô chú anh chị, ở bên đó cũng vậy nha, rất là chuẩn luôn nè. Này mình đi từ từ lại cho cô chú anh chị thấy nó rõ hơn nha. Rồi, bông rất là đẹp nè. Đây là chậu ba cây nha cô chú anh chị, đây chậu ba cây. Rồi, thân đẹp nè, rễ nó cũng mạnh nữa nè. Rồi. Sau khi mà thuốc phân vô á, bây giờ hiện bây giờ thì cây nó phát triển rất là mạnh luôn. Thì những cái chèo nó rất là mạnh, nó rất là to nè, rất là khỏe nè. Thì nó cho ra mấy cái nụ rất là bự nè cô chú anh chị. Đây. Thì người ta thuốc phân vô để cho chèo nó to để nó nuôi nụ đó. Thì lúc này là thời điểm này là nó đang ăn phân, cho nên người ta đang tưới phân cho hoa Vạn Thọ để giúp cho cái cây bông nó phát triển nó mạnh. Chèo to thì nụ lớn nha. Bông cũng đẹp nữa nha. Đây bây giờ Thanh từ từ đi vào cho chú anh chị xem nha. Đây cô chú anh chị thấy là hoa của chú Năm quá chuẩn Tết luôn. Thì nó búp bằng ngón tay út hết trơn rồi nè. Thì Thanh nói là khoảng 4 ngày nữa, 3 ngày. Bữa nay là thứ bảy, thứ nhật, thứ hai, thứ ba, 4 ngày nữa Thanh sẽ quay trở lại đây để chia sẻ tiếp tục hình ảnh hoa Vạn Thọ của chú Năm tại xã Đại Tâm nha. Thì một tuần thì mình sẽ lên ở đây hai lần, thứ tư và thứ bảy thì anh đang có mặt tại khu vực này để chia sẻ
cho cô chú anh chị xem về cái vườn hoa vạn thọ chuẩn bị cho cái xuân 2023 Quý Mão. Thì năm mới Thanh cũng xin chúc cho mọi người an khang và thịnh vượng, vạn sự như ý, làm ăn phát tài phát lộc, muốn gì đặng đó, sức khỏe thì luôn dồi dào. Đây à, chú chị thấy là bông rất là đẹp nha, rất là đều bông luôn nè. À, đi vườn hoa hôm nay quá chuẩn cô chú anh chị. Này, quá đẹp luôn. Đây, nó rất là đều luôn cô chú chị. Đây, có sử dụng hỗn hợp để mà khoa vô nghe cô chú chị. Sử dụng Achacol để dưỡng cho cây nghe cô chú chị. Thuốc trừ bệnh nha. Đây, hình ảnh hôm nay thì hoa bắt đầu nó khoe sắc từ từ nè cô chú anh chị. Rất là đẹp nha. Thì nụ hoa giờ nó cũng bằng ngón tay hết trơn, rất là đều. Thì mình cũng xin nhắc lại là cô chú anh chị nào có nhu cầu mua bán hoa vàng thọ Tết á, thì hãy liên hệ trực tiếp với số điện thoại mình để dưới phần mô tả của video. Thì liên hệ trực tiếp với chủ nhà vườn là chú Năm ở xã Đại Tâm để biết chi tiết rõ hơn. Thì hôm nay Thanh đang có mặt tại đây để chia sẻ cho cô chú anh chị xem về cái vườn hoa vàng thọ này. Thì hôm nay mình đến đây thấy cái nụ của hoa thì nó rất là chuẩn Tết rồi. Hiện bây giờ thì nhà vườn người ta cũng đang thúc phân vô để nuôi những cái nụ bông cho nó lớn, để hoa cho nó đẹp. Thì người ta cũng có dưỡng một số thuốc cho cây để cho nó không có bị sâu tấn công nữa nha cô chú anh chị, với ngừa bệnh cho cây nữa nha. Hiện bây giờ cũng vẫn còn tứ phân và kích thích cho hoa nó phát triển sung hơn, để cho nó ra cái cây đẹp để đem đến thị trường Tết nó càng đẹp hơn. Đây là cánh đồng hoa luôn. Rồi, bây giờ cô chú anh chị thấy là bông này nó chuẩn Tết hay không thì mình cũng nhìn cũng biết rồi nha. Đây là nó khoe sắc vàng vàng từ từ hết trơn rồi nè, rất là đẹp nè. Đây, rất là đẹp luôn này. Ở đây có một số thì nó cũng vàng 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 lá hết trơn, vàng vàng bông hết trơn này. Này. Bên này vẫn còn là tưới phân nha cô chú anh chị. Đây. Tưới phân tưới xịt thuốc cho hoa để giúp cho cây nó tốt hơn, để nó, khi mà ra thị trường thì cây nó rất là đẹp, nó chuẩn bông.
Đây hình ảnh ngày hôm nay thì đang tiếp tục vô phân để cho cây dạng thọ nó nuôi chèo và kích nụ lớn nha cô chú anh chị. Trong nước miền Tây cũng xin tạm dừng video tại đây. Xin chúc quý chú anh chị các bạn một ngày mới vui vẻ và hãy đón xem những video kế tiếp của sông nước miền Tây. Nếu có hay, hữu ích, hãy đăng ký kênh, nhấn chuông, chia sẻ cùng xem. Xin thân ái, mến chào, hẹn gặp lại quý chú anh chị trong những video kế tiếp của Thanh Nhã. Xin tạm biệt.